đây là bản tin dự báo thời tiết của báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm ngày 2 tháng 11 và ngày 3 tháng 11. Ở các tỉnh phía Bắc, trời có mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, 4, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Ở các tỉnh khu vực miền Trung, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ba cảnh báo quan trọng. Cảnh báo đầu tiên là về cơn bão số 10 đã di chuyển vào Biển Đông và đang hướng về miền Trung. Mời các bạn theo dõi hướng đi của cơn bão này như trên màn hình. Thưa quý vị, sau khi cơn bão đi qua Philippines, bão số 10 tiến vào Biển Đông và dần giảm cấp, hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về hướng Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 giờ tiếp theo, đánh dấu sự thay đổi lớn của cơn bão khi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 11, vị trí tâm bão cách các tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Định 210 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục suy yếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 10 trong các bản tin tiếp theo. Và cảnh báo thứ hai là về không khí lạnh tăng cường, gió mạnh trên biển và mưa to trên đất liền. Giống như đã dự báo ở các bản tin trước, khối lượng không khí lạnh tăng cường tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở tỉnh Tây Bắc Bộ. Bên cạnh đó, do hoàn lưu của bão số 10 nên chúng tôi sẽ đưa ra lưu ý về hai đợt mưa lớn có thể sẽ xảy ra sắp tới ở miền Trung và trên Biển Đông. Đợt 1 xảy ra vào các ngày 4, 5 và 6 tháng 11 từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đợt 2 xảy ra vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 11 từ Nghệ An đến Huế. Mưa có thể lan rộng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi vào những ngày cuối cùng của đợt mưa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin ở bản tin tiếp theo. Và cuối cùng là cảnh báo về chỉ số UV cực đại. Hiện tại, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Quy Nhơn, Pleiku và Đà Nẵng đang ở nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Trong đó, Phú Quốc là nơi có mức độ báo động rất cao. Khuyến cáo mọi người nếu ra ngoài thì nhớ che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân trước tác hại của tia cực tím. Bản tin dự báo thời tiết trên cả nước đến đây là kết thúc. Bản tin được phát hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn cùng các nền tảng khác của báo Tuổi Trẻ. Kính chào và hẹn gặp lại!